Chiều nay tại Hà Nội, Binh đoàn 12 Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, địa phương. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Binh đoàn 12 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong xây dựng các công trình quốc phòng từ năm 2021 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn. Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt chính thức được Thường trực Tổng quân ủy giao nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và từ Nam ra Bắc. Đoàn được mang phiên hiệu Đoàn 559, sau này được đổi thành Bộ Tư lệnh 559, rồi Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, đánh địch mà đi, mở đường mà tiến, nhờ có mạng lưới đường Hồ Chí Minh, Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển chi viện cho các chiến trường trên 1,5 triệu tấn hàng hóa, 5,5 triệu tấn xăng dầu, bảo đảm cho hơn 1,1 triệu lượt cán bộ chiến sĩ hành quân vào chiến đấu tại chiến trường miền Nam và các hướng mặt trận lớn. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Hải Sản nêu rõ, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Bộ đội Trường Sơn được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chuyển sang xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, với tên gọi Binh đoàn 12. Với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, cán bộ chiến sĩ người lao động của Binh đoàn 12 đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, ghi dấu ấn đậm nét trên nhiều công trình, dự án trọng điểm của đất nước. Đặc biệt năm 2023, ngoài nhiệm vụ quân sự quốc phòng, thì nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Binh đoàn đạt gần 10.000 tỷ đồng. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, thời gian tới, Binh đoàn 12 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả chính trị xã hội, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng.